Thứ nhất, khai báo cái student modify. Ok. Thứ hai, student actor. Student actor. Khá lâu. Đợi chút nhé. Khá là chậm. Ok, đã chạy được. Máy xanh này trống nhá. Ok, này trống. Ok, máy xanh mình đang trống. Ok, mình cần đây là gì? Cái option menu đây mình sẽ thêm new mới. Là thêm kích vào new, không phải setting nhá. Ok, mình đổi. Ở vào phần kích vào menu nhá, và cái mục menu này. Ok, để chỉnh trong này. Setting à. Kéo xuống nha, phần on option này. Item set selected này. Thì mình ở đây là
lưu về huyền chu, coi như là vậy ạ. Đang lại xem được chưa. Ok, được rồi. Thì giờ khi mình bắt sự kiện khi bấm new thì làm sao? Thì như cái bài trước của mình đây, khi bấm new thêm mới nha. À, thêm mới đúng không? Thì đây sẽ là hiện tên, tuổi, email, đây là Exitech. Đây chính là cái này là một cái dialog custom để mình phải custom lại dialog này theo ý của mình đó. Ok, mình thử tạo chế tạo cái này, sửa lại tên này. View cho cái dialog đấy. Mình ghi là dialog nhé. Dialog. Show dialog này, show gì đó. Show dialog. Bài này mình cần gì? Cần cái tên là tên, tuổi, email. Đóng và cập nhật. Ok, hai cái button đóng này. Hai button đóng và cập nhật. Vertical chọn rồi. Rồi horizontal text text edit text. Ok, viết trước một cái trước nhá. Đây là gì? Tên. CSS cho nó tí. Tên hơi chuối. Tên sinh viên. Tên FV đây, nhiều. Tên FV 2 chấm. Rồi. Tương tự như trên nha, mình cũng viết. P quét chiếm một phần. Cái này thì ngược lại. Cái nhãn thì hiển thị một thôi. Một cái dưới này. Cái mà để mình nhập vào thì mình cho nhập thì nó nhập vào cho nhiều hơn. Quét bài chẳng hạn. Quét bài. Ok chưa? Một bài. Một bài. Rồi giờ thì làm sao? Mình chỉ copy paste. Như cả cái cụm này, cả cái cụm delete layout này. Paste này. Paste này. Tên này, ok, sửa tên nữa, email. Thiếu hai cái nút. Hai nút đây. Design. Nhanh.
Kèo đầu viết nhé, viết cái bắt sự kiện new của đâu này thì đây là một lớp kèo. Lên tên em chưa cái tên là cancel sự kiện khi bấm chị ID name email ghi bằng cái gì thì cái ID đây vậy thì mình cần phải tạo một cái đó khi vào là student nhé bạn thêm cho mình một cái constructor nữa cái nhà thêm một cái constructor nữa nhé constructor ở đây nó không cần ID nữa chỉ cần name này email. Đây mình sẽ cần cái gì? Cần name, tên là syntax name.get i string
cái hạt bị sơ rồi. Thử ra nha, xem chạy được chưa. Viết xong nhá, khi viết này bao giờ cái này lắp mình vào đúng sâu đá nhau phải chấm sâu. Ok, ra lại xem. Ok, tên sinh viên, làm email, làm còn 23 tuổi, 22, cập nhật. Ok, đã xong. Thấy chưa? Bây giờ mình cần cái gì, mình tạo một cái context menu là khi bấm giữ nó hiện ra exit và đen. Ok nha, và là insert ra xong. Insert xong rồi. Rồi mình cần tạo một context menu. Context menu bây giờ làm như nào, làm như nào. Rồi như cái video trước mình hướng dẫn nhá. Rồi mình tiếp tục. Chạy được cái có thích menu này thì phần trên kia mình trên hàm trên cái phương thức on grid trên này khoảng bên ấy thì mình cần có một cái gọi ra rất quan trọng, không có này chạy được nhé. Where git for context menu ở cái view đây rồi, là cái l về danh sách ấy. Ok bạn thôi, xong rồi mình xử lý cái có text menu này, hai phương thức của này nó xong. Trước hết thì mình phải tạo một cái tầng view hiển thị của context menu. Ok, là cái cục chuột phải menu, chọn context menu nhé. Context menu. Ok. Ok, cái menu sẽ cần cái gì. Và copy nguyên cái này, item này. Viết cần sử dụng cái gì, menu Flutter giống như cái layout Flutter. Menu info.
cơ sở ra, cơ sở đây bằng cái gì? Em kiểu bằng chỉ bằng cơ sở này. Đây danh sách trường PS và cái từ để chỉ đi info và viết xong mình giải thích info trường process. Rồi một cái để mình thích nhá, để mình chỉ cho tại sao là vậy. Thì cái danh sách review này thì khi mình bấm giữ, khi mình kích đây chưa, bạn thấy nó đổi màu không? Thì mỗi cái này sẽ nó có một cái ID riêng, hai một ID riêng mà sắp xếp là 01234 chẳng hạn, tức là theo mảng đó. Nhưng mà là như vậy mình chỉ lấy được cái trị số của nó thôi, còn để lấy được cái ID của từng trường dữ liệu này thì nó sẽ phải dùng một cái hàm, nó phải hàm gì? Thế là chính là cái danh sách này, tức là cái chính cái danh sách này này nó gọi ra một cái phương thức là get item add position, tức là sẽ lấy ra cái tất cả cái trường dữ liệu này, tất cả trường dữ liệu này nha, tại vị trí position là bằng bao nhiêu, thế là chính là cái position của cái này thì nó sẽ bằng info, info này info mình khai báo bên trên này là cái info này chấm position chấm vị trí, lấy ra vị trí vậy thôi. À, vậy thôi. Ok, tôi khai báo một cái hai kiểu in nha, ID rồi ID đây sẽ quản lý một cái quản lý cơ sở không. Để thích lại nhé, cái cơ sở này có phải như mình nói là cơ sở này thì nó sẽ lấy là dòng dữ liệu trong database đúng không? Thì đây là một dòng này, đây là một dòng dữ liệu này trong, nhưng mà vấn này đây là trên list view, và để lấy được cái này tương ứng với cả cái tương ứng với cả dòng dữ liệu trong database thì mình nên dùng cơ sở. Và là có đây thì list view một cái phương thức đó là get item at position tại vị trí này gắn với cả vào cái cơ sở đó, và cái cơ sở này thì tại vị trí không là theo ID vậy thôi. Rồi switch cái đi. Đây là đèn chưa nha, đèn ở đây vì cái ID mình có ở đâu bên trên rồi đúng không, thì bên dưới này đèn mình có viết cái sự từ modify chấm delete, tức delete ra và nhúng cái ID vào là xong. Vậy rồi đó, vậy xóa được rồi. Mình sẽ hiện một cái thông báo nhé, tàu chấm tách giữ nó hiện thị một cái menu ra, kích vào sửa thì nó phải hiện các thông tin mình đã có rồi trên cái ấy, giống như đây với cái demo của mình đây. Thì bấm giữ này, hiện một cái context menu ra sửa hoặc xóa, bấm sửa thì hiện ra các dữ liệu có rồi, thay thời mình bấm cập nhật là xong. Ok rồi. Mình sẽ copy cái phần insert bên trên nhé, lưu bên trên này, copy y nguyên. Ok, c
rồi sửa cái gì, cần sửa cái gì. Thứ nhất là sửa sinh viên, sửa cái thái độ đi. Sửa sinh viên insert nữa, mình đổi tên đi, mình đổi tên nó như nhau, mình đổi tên. Và đây mình không phải insert, mình update. Update nhé, update đây là nó phải có ID nhé, chuyển ID vào đây. ID kia là cần phải có cái final nhé, cần final. Ok, sao ok, vậy là xong rồi đấy, cơ bản hoàn thành. Bây giờ mình tự chạy một lượt nhé, hoàn thành xong xem sao có đúng không. Hy vọng là chạy được. Ok, test thử xem. Không giữ. Ok, bấm sửa. Thiếu. Vậy thiếu gì không? Chính là mình chỉ copy nguyên cái insert vào mà. Cái này mình chưa truyền truyền dữ liệu vào được. Hay ghê. Rồi. Báo cái gì? Phải báo cái student, viết tiếp cái phần up, phần exit nhé. Student bằng student chấm fit id trên id vào. Thì mình sẽ lấy cái giữ một dòng dữ liệu đã có chữ id này. Ok, mình gọi ra và chuyển text lt chấm exit ngọc xem nào. Ngọc về bấm thử cập nhật nhá. 24 cập nhật. Ok, đã xong nhé. Ngọc 24. Bây giờ sửa thị ngọc xem nào. Thị ngọc cập nhật. Đó, thị ngọc 24 tuổi. Ok, bấm thử bấm xóa nhá. Xóa. Ok, xóa thành công. Thử thoát ra vào lại xem nào. Lưu nhận. Ok, nam đây rồi, bấm exit. Ok, vậy thì chương trình
Mình hướng dẫn các bạn tới là xong rồi. Chỉ là cái cơ bản thôi, nhưng các bạn có thể phát triển thêm như bấm kích click một chuột vào này thì nó sẽ hiển thị chi tiết, tức là mình sẽ chuyển cái dữ liệu này sang một cái activity mới mình hiển thị ra, tùy các bạn thôi. Còn mình hướng dẫn cơ bản là thêm sửa xóa vào database, sử dụng SQLite. Đó, chương trình gọi edit, xóa, thêm mới, ok. Đến đây kết thúc nhé. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.